Rồi. Phật thuyết Đại thừa Bồ Tát Tạng trong Pháp Kinh quyển 7, phẩm 3, Bồ Tát quán sát phần 2. Đức Phật lại bảo Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử, thế nào là pháp không buông lung? Tức là pháp luôn nhiếp hộ các căn. Thế nào là nhiếp hộ các căn? Là khi mắt thấy sắc không chấp vào tướng của nó, cũng không chấp hình tướng tốt đẹp, cũng không đắm trước cái sắc. Sắc các vị biết rõ pháp xuất ly một cách như thật. Như vậy ta nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân, cảm xúc, ý biết pháp, đều không chấp tướng, cũng không chấp hình thể tốt đẹp, cũng không đắm trước các pháp các vị. Biết rõ pháp xuất ly một cách như thật. Như vậy gọi là không buông lung. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, không buông lung là tự điều phục tâm mình, rồi điều phục tâm người khác, xua tan phiền não, hiện chứng pháp lạc, không có suy xét, dục tầm, sân tầm, hại tầm, không có suy xét, tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn, không có suy xét, thân làm nghiệp ác, miệng nói nghiệp ác, ý nghĩ nghiệp ác, không có suy xét, không có tác ý sâu sắc, không có suy xét. Nói tóm lại, cho đến tất cả tội nghiệp, các pháp bất thiện đều không tìm cầu suy xét, như vậy gọi là không buông lung. Lời nữa này Xá Lợi Tử, không phóng dật là Bồ Tát tác ý kiên cố, siêng năng tương ưng. Nếu pháp là có thì như thật biết có, nếu pháp là không như thật biết không. Sao gọi là có, sao gọi là không? Siêng thực hành chánh đạo, sinh lòng tên hiểu tức là có. Siêng làm tà đạo mà sinh lòng tên hiểu tức là không. Các nghiệp có quả báo tức là có, các nghiệp không quả báo tức là không. Mắt là có, thật tánh của mắt là không. Tai mũi lưỡi thân ý là có, thật tánh của tai mũi lưỡi thân ý là không. Sắc là vô thường, là khổ, là không đốt ráo, không chắc chắn, là pháp tan hoại tức là có. Chấp rằng sắc là thường, là vui, là pháp rốt ráo, chắc chắn, là pháp không tan hoại tức là không. Thọ tưởng hành thức là vô thường, là khổ, là không đốt ráo, không chắc chắn, là pháp tan hoại tức là có. Chấp rằng thọ tưởng hành thức là thường, là vui, là rốt ráo, là chắc chắn, là pháp không tan hoại đó tức là không. Lại nữa, vô minh duyên hành trong các pháp không thật vô minh duyên hành, cho đến sinh duyên lão tử là có. Chấp rằng thật vô minh duyên hành, cho đến sinh duyên lão tử tức là không. Người làm việc bố thí, cảm quả giàu có là có. Người làm việc bố thí mà lại chịu nghèo hèn tức là không. Trì giới sinh thiên tức là có, phá giới sinh thiên tức là không. Đa văn đại tuệ tức là có, ngu si đại tuệ tức là không. Tu tập tương ưng tức là có, tu tập không tương ưng tức là không. Tác ý sâu xa kiên cố tương ưng tức là có, tác ý không sâu xa kiên cố tương ưng tức là không. Bồ Tát phát tâm siêng năng tinh tấn được quả Bồ Đề tức là có. Bồ Tát biến nhát mà được quả Bồ Đề tức là không. Người không có tâm tăng thượng mạng làm việc của người xuất gia tức là có. Người có tâm tăng thượng mạng mà chứng niết bàn tức là không. Đối với tất cả trường hợp đều thông đạt tánh không tức là có. Chấp ngã nhân chúng sinh thọ giả tức là không. Lại nữa này Xá Lợi Tử, vì thế nên biết Bồ Tát không buông lung, có khả năng tác ý kiên cố sâu xa, cần hành tương ưng tức là hiện diện khắp tất cả thế gian, khai thị rộng rãi cho các bậc trí giả, hiện diện khắp thế gian. Nếu không có bậc trí giả thì không khai thị, còn đối với thế tục đế, không biết cái có ấy, không biết cái không ấy thì làm sao tùy thuận được thật nghĩa mà chư Phật Thế Tôn đã nói. Này Xá Lợi Tử, chư Phật Như Lai tổng lược gồm bốn pháp ấn, thâu nhiếp hết tất cả pháp. Một, các hành vô thường; hai, các hành là khổ; ba, các pháp là vô ngã; bốn, niết bàn tịch tỉnh. Nhưng vì tất cả chúng sinh chấp các hành vô thường này là thường, nếu các chúng sinh cắt đứt cái tưởng thường ấy, thì đó là lời Như Lai nói. Là vì các chúng sinh chấp các hành khổ là vui, để chúng sinh cắt đứt cái tưởng vui ấy, thì đó là lời nói của Như Lai. Là vì các chúng sinh chấp các pháp vô ngã là ngã, nó các chúng sinh ở cắt đứt cái tưởng ngã ấy, thì đó là lời nói của Như Lai. Lại vì các chúng sinh khởi tâm sở đắc điên đảo đối với lý niết bàn tịch tỉnh, để chúng sinh cắt đứt tâm sở đắc điên đảo ấy, thì đó là lời nói của Như Lai. Lại nữa này Xá Lợi Tử, để biết rõ các hành là vô thường thì là hiểu rõ tánh không vô thường. Để biết rõ các hành là khổ thì là lìa các nguyện cầu.
Nếu biết rõ các pháp là vô ngã, thì có khả năng quán tưởng pháp môn không tam ma địa giải thoát. Nếu biết rõ niết bàn tịch tỉnh, thì đối với các tướng có sự tu tập cũng không phải phi thời thủ chứng thực tế. Này Xá Lợi Tử, các pháp như vậy, nếu các Bồ Tát cần hành tương ưng, thì tất cả các thiện pháp không bị giảm mất, mau chóng viên mãn tất cả pháp Phật. Phẩm 4 Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn, phần 1. Đức Phật bảo, này Xá Lợi Tử, Bồ Tát trụ tính tâm đối với 10 pháp chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác, tín hiệu thanh tịnh, vượt khỏi sự phân biệt, liền mọi người hối, sau lại biểu hiện thân vui, tâm vui, tướng vui, khởi ý tưởng hy hữu, những gì là 10. Một, đối với thân tướng thối thắng chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tín hiệu thanh tịnh, cho đến biểu hiện tướng vui, khởi ý tưởng hy hữu. Hai, đối với âm thanh hay vi diệu chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tín hiệu thanh tịnh cho đến khởi ý tưởng hy hữu. Ba, đối với đại trí thối thắng chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tín hiệu thanh tịnh cho đến khởi ý tưởng hy hữu. Bốn, đối với ánh sáng vi diệu chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tín hiệu thanh tịnh cho đến khởi ý tưởng hy hữu. Năm, đối với giới định viên mãn chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tín hiệu thanh tịnh cho đến khởi ý tưởng hy hữu. Sáu, đối với thần túc to lớn chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tín hiệu thanh tịnh cho đến khởi ý tưởng hy hữu. Bảy, đối với 10 trí lực chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tín hiệu thanh tịnh cho đến khởi ý tưởng hy hữu. Tám, đối với 4 vô sở ý chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tín hiệu thanh tịnh cho đến khởi ý tưởng hy hữu. Chín, đối với tâm đại bi chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tín hiệu thanh tịnh cho đến khởi ý tưởng hy hữu. 10, đối với pháp bất cộng chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, tín hiệu thanh tịnh cho đến khởi ý tưởng hy hữu. Đó là 10 pháp hy hữu chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Bồ Tát trụ tính phải siêng năng, tinh tấn, cần cầu, không có tâm sợ hãi biến nhát, không có lay động. Dẫu thân, da, gân, thịt, cốt, tủy, máu mạch có khô cằn tiêu tụy đi nữa, nếu chưa đạt được 10 pháp chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, thì trong khoảng thời gian đó không được biến nhát, phải siêng năng, tinh tấn, cần cầu, nhất định đạt được. Này Xá Lợi Tử, Bồ Tát trụ tính đối với 10 pháp chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, phải nên tin hiểu thanh tịnh như vậy cho đến khởi ý tưởng hy hữu. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, lặp lại kể rằng thân tướng Như Lai chẳng nghĩ bàn, nên quán pháp thân tịnh vi diệu, không tướng cũng không môn đối ngại, Bồ Tát hay sinh tâm tin hiểu. Cho đến các nẻo rộng phân biệt, chỉ âm thanh Phật chẳng nghĩ bàn, đối nhất thiết xứ pháp môn báu, phải nên tin hiểu cảnh giới Phật, hiện diện tất cả loại chúng sinh, căn thượng trung hạ có sai khác, chỉ thắng trí Phật mới biết hết, tin hiểu trí lực chẳng nghĩ bàn. Ánh sáng cho Phật chiếu vô biên, lưới ánh sáng, lưới sáng thanh tịnh chẳng nghĩ bàn. Ánh sáng rạng ngời chiếu 10 pháp, vô biên sát hải đều thấu triệt. Mâu ni xuất thế giới thanh tịnh, nhưng không nương tựa pháp thế gian, Bồ Tát trụ tính tâm tịnh tính, tinh thần túc Phật chẳng nghĩ bàn. Cảnh giới thần thông của chư Phật, các Bồ Tát không thể biết được, chư Phật tâm thường trụ thiền định, Phật môn giải thoát chẳng nghĩ bàn. Pháp giới rộng lớn không phân biệt, chỉ thắng lực Phật mới biết được. Đầy đủ trí lực đại thánh tôn, không bờ không bến bằng hư không. Giả sử tất cả loại chúng sinh cùng đặt câu hỏi nhiều như biển, đáp theo câu hỏi tâm vui vẻ, Như Lai vô ý chẳng nghĩ bàn. Vì một chúng sinh làm lợi ích, vô biên chúng sinh cũng như thế, khiến cho an trụ tâm điều phục. Như Lai đại bi chẳng nghĩ bàn, các tướng Như Lai đều đầy đủ, khả năng biết rõ tất cả pháp. Pháp môn bất cộng Phật công đức, trí sáng hiển bày khắp mọi nơi. 10 pháp chẳng nghĩ bàn như vậy, nhiếp pháp chư Phật nhập pháp tánh. Nếu hay khởi lên tâm tín hiểu, Bồ Tát khéo trụ tâm tịnh tính. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, sao gọi là Bồ Tát trụ tính đối với thân tướng thối thắng của Như Lai, tín hiệu thanh tịnh, cho đến khởi ý tưởng hy hữu? Bởi vì thân thanh tịnh của Như Lai có khả năng đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, nhưng lại đầy đủ tất cả pháp thiện. Thân Như Lai đã lìa tất cả bất tịnh, uế ác, gân, cốt, máu, thịt và các pháp nhiễm ô. Thân Như Lai là tự tánh, sáng lạng, thanh tịnh, vĩnh viễn lìa tất cả cấu nhiễm phiền não, vượt khỏi thế gian, không bị tất cả pháp thế gian làm nhiễm. Theo Như Lai tu tập vô lượng phước trí, diệu hạnh, trưởng dưỡng chúng sinh, tu tập vô lượng giới, định tuệ, giải thoát tri kiến, các thiện pháp, trang nghiêm đầy đủ tất cả hoa công đức thù thắng.
như tấm gương sáng lớn, hiện rõ các sắc tướng, là như mặt nước trong in rõ bóng trăng. Lại nữa, thân Như Lai như hư không giới, nhiếp hết tất cả, là như pháp giới tối thượng tối thắng. Thân Phật vô lậu đã dứt hết các lậu, thân Phật vô vi không còn rơi vào các nẻo. Thân như hư không, thân vô đẳng đẳng, thân tối thắng trong tất cả ba cõi. Lại nữa, thân Như Lai không thể thí dụ, thanh tịnh không dơ, liệu mở nhiễm ô tự tánh sáng suốt, không phải đời trước có thể quán, không phải đời sau có thể quán, không phải hiện tại có thể quán, không phải chủng tộc có thể quán, không phải sắc có thể quán, không phải tướng có thể quán, không phải tùy hình tốt đẹp có thể quán, không phải tâm có thể quán, không phải ý có thể quán, không phải thức có thể quán, không phải kiến có thể quán, không phải nghe có thể quán, không phải niệm có thể quán, không phải biểu liễu có thể quán, không phải uẩn có thể quán, không phải xứ có thể quán, không phải giới có thể quán, không phải sinh có thể quán, không phải trụ có thể quán, không phải diệt có thể quán, không phải thủ có thể quán, không phải xả có thể quán, không phải xuất ly có thể quán, không phải hành có thể quán, không phải hiển sắc có thể quán, không phải tướng trạng có thể quán, không phải hình sắc có thể quán, không phải đến có thể quán, không phải đi có thể quán, không phải giới có thể quán, không phải định có thể quán, không phải tuệ có thể quán, không phải giải thoát có thể quán, không phải giải thoát tri kiến có thể quán, không phải hữu tướng có thể quán, không phải lìa tướng có thể quán, không phải pháp tướng có thể quán, không phải các tướng thành tựu có thể quán, không phải vô sở ý có thể quán, không phải vô ngại giải có thể quán, không phải thần thông có thể quán, không phải đại bi có thể quán, không phải thành tựu pháp bất cộng Phật có thể quán. Chư Phật xuất hiện như huyễn, như sóng nắng, như bóng trăng in nước, thân tự tánh phi diệu, thân không vô tướng vô nguyện, không bờ bến, thân không chủng loại, thân không tích tụ, thân không phân biệt, thân không nương tựa, thân không biến đổi, thân được thiện trụ không còn lay động, thân tự tánh không sắc, không phải không sắc, thân tự tánh không thọ, không phải không thọ, thân không tưởng, không phải không tưởng, không hành, không phải không hành, không thức, không phải không thức, thân không thật, không sinh, không phải đại chủng, thân chưa từng có nghiệp, thân không phải mất sinh, không từ trong sắc mà có, cũng không phải bên ngoài, không phải ta nương tựa từ người từ trong sắc mà có, cũng không phải bên ngoài, không phải mũi ngửi, không từ mùi hương mà có, cũng không phải bên ngoài, không phải lưỡi liễu biệt, không từ phi từ vị mà có, cũng không phải từ bên ngoài, không phải thân hòa hợp, không từ xúc mà có, cũng không phải từ bên ngoài, không phải tâm sở chuyển, không phải ý sở chuyển, không phải thức sở chuyển, cũng không phải không chuyển, cũng không phải tùy chuyển, được an trụ không lay động, ngang bằng với hư không pháp giới tối thượng, lưu nhập vào hư không giới. Này Xá Lợi Tử, các pháp nói như vậy, Bồ Tát trụ tính đối với thân tướng vi diệu thanh tịnh trong thời niết bàn của Như Lai, tinh hiệu thanh tịnh không có phân biệt, liền mọi nghi hối sau lại biểu hiện thân vui, tâm vui và sinh ý tưởng hy hữu. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, lặp lại kể rằng: Vô lượng câu chi na do tha, nhiều kiếp rộng tu hạnh Bồ Tát, thân biện ý ba nghiệp thanh tịnh, cần cầu thân vô đẳng thiện tệ, mười phương thế giới khởi ý từ, đem hết thân mạng hành bố thí, tâm thường địa dục hành tà nhiễm, cần cầu thân hư không vô lượng. Y phục trang sức tịnh vi diệu, trong vô lượng kiếp hành bố thí, thí ba la mật diệu hành viên, các Phật tử rộng thí tối thượng. Hộ giới như trâu mau mến đuôi, hay xả thân mạng nhận không oán, nguyện cầu thân Phật tâm không nhát, tu mọi tinh tấn ba la mật. Ưa quán cảnh giới định chư Phật, trong tâm thích khởi tuệ phương tiện, pháp giới tối thượng thân thiện thệ, con nguyện sẽ được thân như thế, chư Phật đã từng hành thiện hạnh, được quả bồ đề không ai bằng, sẽ được thân rộng lớn hư không, khéo lìa trần nhiễm tịnh không nhiễm, lìa tướng ngã, nhân tự tánh không, không tướng không lời không sở đắc, vượt qua các cảnh giới của mắt, thân đại mâu ni được như vậy, lìa sắc lìa tiếng ý thanh tịnh, vô sinh vô tác sơn hay không. Sẽ được thân không động Như Lai, mười lực thiện thệ cũng như vậy, thân như huyễn hóa vượt tất cả các loại voi ngựa và nhân tướng, ngu si hư vọng tâm điên đảo, thấy mười lực tôn thắng tướng Phật. Quá khứ vô lượng các thiện thệ, chư Phật vị lai cũng như thế, đồng thân pháp tánh không gì khác pháp giới tối thượng bằng hư không. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, sao gọi là Bồ Tát trụ tính đối với âm thanh phi diệu trong thời niết bàn của Như Lai?
tên hiệu thanh tịnh cho đến khởi ý tưởng hy hữu. Này, Xá Lợi Tử, Như Lai ở trong tất cả chúng hội, âm thanh nói ra đều là điều phục tùy thuận làm các thiện lợi, làm cho ý của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới đều quy tích. Tuy vậy, nhưng Như Lai không nghĩ rằng ta có thể vì chúng hội bí xô tuyên nói các pháp. Vì chúng hội bí xô ni, ơ bà tất ơ bà di, bà la môn, xét đế lợi, trưởng giả, cư sĩ, phạm chúng, vân vân mà nói pháp ấy. Lại nữa, Như Lai tuyên hay tuyên nói khéo kinh phóng tụng, ký biệt, ứng tụng tự thuyết thế dụ duyên khởi, bản sự, bản sinh, phương quản, hy pháp, luận nghị. Các pháp như thế vì tất cả chúng hội cho đến phạm chúng Như Lai, tùy theo trình độ căn cơ mà nói. Các chúng sinh có thượng trung hạ căn, mỗi mỗi sai khác đều nghe pháp cú. Nhưng pháp cú ấy đều từ miệng Như Lai nói ra, tùy theo các căn tánh đều được hiểu rõ, trong khoảng thời gian đó cũng không có lời nói nào trái ngược nhau. Mỗi mỗi đối với pháp ấy đều hiểu một cách rõ ràng, đó chính là các phước đời trước của Như Lai, nên mới được quả báo hiện tại phát ra âm thanh vi diệu như thế, khi các chúng sinh tùy theo pháp đó mà hiểu. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, tiếng nói của Như Lai phát ra, nhỏ nhẹ, ôn tồn, thanh tịnh, không có cấu bẩn, làm cho người nghe vui ham thích. Lại nữa, tiếng của Như Lai rõ ràng, không thô ác, người nghe càng thêm vui, tâm không nhàm chán, mỏi mệt. Người nghe tâm vui, phát sinh niềm vui, hiểu biết rõ ràng, sinh tâm ham thích, tâm ý điều hòa. Tiếng của Như Lai như tiếng sư tử, như tiếng sấm sét, như tiếng của hải triều âm, như tiếng ca lăng tần già vi diệu, như tiếng thanh phạm, tiếng thái cổ, tiếng cát tường, tiếng nhu nhuyến, tiếng vang dội, tiếng thanh tịnh vi diệu khiến các căn của chúng sinh vui thích điều phục, tiếng làm cho chúng hội vui thích, tiếng các tướng đầy đủ tối thắng, tiếng của chư Phật Như Lai hoặc đây hoặc kia đều đầy đủ vô lượng công đức thanh tịnh. Này Xá Lợi Tử, các âm thanh như thế là vì các Bồ Tát trụ tính đối với âm thanh vi diệu tràn từ niết bàn của Như Lai, tên hiệu thanh tịnh cho đến khởi ý tưởng hy hữu. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, lặp lại cả rằng: tiếng phạm âm vi diệu Như Lai để nói phát ra khéo điều phục, phạm chúng không bằng âm thanh Phật, các pháp như vậy đều đầy đủ. Tiếng Phật tương ưng với lòng từ, tâm bi rộng lớn lại thù thắng, tương ưng hỷ xã cũng như thế. Mâu Ni Thánh Tôn tiếng vi diệu, chúng sinh nghe tiếng dứt tất cả, lửa tham sân độc các bất thiện, ngu si tối tâm cũng tiêu trừ, âm thanh như vậy đều đầy đủ. Mọi người ở khắp các phương xứ, cùng khắp tất cả trong nhân loại, cho đến giáp tận diêm phù đề, tất cả ngôn ngữ Phật hiểu rõ, chúng sinh tùy loại nghe tiếng Phật. Địa cư không cư các thiên chúng, nghe tiếng vi diệu của Mâu Ni, tùy âm thanh Phật được hiểu rõ. Hai chân, bốn chân và nhiều chân, các loại không chân nghe tiếng Phật, tùy xúc tùy nghe sinh tịch ý, tất cả chỗ ấy tùy tiếng chuyển. Trong tam thiên đại thiên thế giới, khai sáng điều phục loài chúng sinh, giúp hết các căn thượng trung hạ, tùy âm thanh Phật mà khéo chuyển. Người đáng điều phục nghe giải thoát, đi mọi phân biệt không phân biệt, tâm chánh định nói môn thánh đế, trong đó không chấp cũng không trói. Phổ biến chúng sinh nghe tiếng Phật, nghe rồi dứt trừ các phiền não, chứ thành quy mạng Phật Pháp Tăng, nghe rồi giới nhẫn đều đầy đủ. Âm thanh Như Lai diệu tối thượng, tiếng ấy sâu xa lượng vô biên, âm thanh vô biên trí vô biên, Bồ Tát trí tánh không nghi hối. Số 316, Phật Thuyết Đại Thừa, Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh Quyển 8, Phẩm 4, Như Lai Chẳng Thèm Nghĩ Bàn, Phần 2. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, sao gọi là Bồ Tát trụ tính đối với đại trí tối thượng chẳng thèm nghĩ bàn của Như Lai, tín hiệu thanh tịnh vượt lên trên mọi phân biệt, liền mọi nghi hối, sao lại biểu hiện thân vui, tâm vui, tướng vui, khởi ý tưởng hy hữu. Này Xá Lợi Tử, chư Phật Như Lai dùng tri kiến vô ngại chuyển tất cả pháp. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nay ta thí dụ tuyên nói làm sáng tỏ về trí Ba La Mật Đa của Như Lai cho ông nghe, và cũng khiến cho Bồ Tát trụ tính tín hiệu thanh tịnh cho đến khởi ý tưởng hy hữu. Này Xá Lợi Tử, ví như tất cả cành nhánh cỏ cây trong hàng hà sa số các thế giới chất cao đến bốn ngón tay, có người mới đem số cành nhánh đó gom lại thành một đống lớn rồi châm lửa đốt xong tất cả đều thành tro tàn,
rồi đem tro tàn ấy rải ngoài biển cả trong hằng hà xa số tất cả thế giới. Tro ấy tan đều trong biển cả trải qua trăm ngàn năm. Tro đó chỉ có trí lực đầy đủ viên mãn của Như Lai mới có khả năng lấy nó lên từ biển cả, rồi rải đều trong tất cả thế giới. Hễ bao nhiêu tro thì bao nhiêu thế giới, bao nhiêu gốc rễ, bao nhiêu uẩn tụ, bao nhiêu nhành lá rải đều ra, bao nhiêu phương xứ mà không bị giảm mất. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai ở trong pháp khéo hiểu rõ, do hiểu rõ cho nên có khả năng biết tất cả. Như vậy, tất cả thế giới to lớn như thế, Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, có đủ oai đức, có đại thần thông, danh tiếng vang lừng. Thế gian nếu có các thiện nam thiện nữ, đối với đại trí tối thượng của Như Lai, tên hiệu thanh tịnh, ly phân biệt đều là tâm từ của Như Lai kiến lập, hiện chứng tất cả biên tế thiện căn, dứt trừ tận gốc khổ não. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai khéo hiểu biết rõ, nếu ai có khả năng đối với Như Lai mà phát sinh một niệm tên hiểu thì sẽ được công đức mà không bị hoại diệt. Lại nữa này Xá Lợi Tử, nên ta lại nói thí dụ để làm sáng tỏ nghĩa này. Nếu có người nào nhờ lời thí dụ ta nói đó mà hiểu rõ, ví như có người sống đến trăm tuổi, hôm nọ người này lấy sợi lông chẻ ra trăm phần, rồi lấy một phần chấm lấy một giọt nước đem đến chỗ của Thế Tôn thưa: Thưa Thế Tôn, nếu con gửi một giọt nước này cho Thế Tôn, sau này con sẽ đến lấy lại. Đức Phật nhận rồi đem giọt nước ấy thả xuống sông Khắc Già. Giọt nước ấy trôi theo dòng nước chảy ra biển. Khi người này hơn trăm tuổi đến chỗ Phật thưa: Thưa Thế Tôn, xưa con có gửi giọt nước cho Thế Tôn, hôm nay xin lấy lại. Này Xá Lợi Tử, Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, đại trí tối thượng đầy độ viên mãn, liền lấy giọt nước đã được gửi trước kia từ trong biển ra trả lại cho ông già ấy. Giọt nước ấy không bị biển làm giảm mất. Này Xá Lợi Tử, ta đã nói thí dụ biểu thị rõ ràng, huống lại có người thấy được nghĩa này. Như là giọt nước trải qua thời gian lâu, nhưng nhờ trí lực của Như Lai nên không bị tổn hoại. Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác cũng như vậy. Nếu thiện nam thiện nữ nào đối với đại trí của Như Lai tên hiểu thanh tịnh hết các phân biệt, thì đó là nhờ tâm từ của Như Lai kiến lập, duyên vào công đức của Đức Phật. Trong hư không mưa xuống các loại hoa, hiện chứng hết tất cả thiện căn, dứt sạch tận nguồn gốc đau khổ. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai ở trong pháp giới đã hiểu biết được. Nếu có người nào có khả năng đối với Đức Như Lai phát sinh một niềm tin hiểu thì được công đức không thể phá hoại. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu như chư Phật Như Lai lìa trí Như Lai thì còn có khả năng chuyển các pháp nữa không? Đức Phật dạy không thể được Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sao gọi là trí, sao gọi là thức? Đức Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, nên biết thức nó trụ vào bốn chỗ. Một, thức tùy sắc trụ, sắc duyên, sắc trụ, nó luôn luôn thân cận, tăng trưởng chắc chắn, rộng lớn mà thành. Hai, thức tùy thọ trụ, thọ duyên, thọ trụ, thường luôn thân cận, tăng trưởng chắc chắn, rộng lớn mà thành. Ba, thức tùy tưởng trụ, tưởng duyên, tưởng trụ, thường luôn thân cận, tăng trưởng chắc chắn, rộng lớn mà thành. Bốn, thức tùy hành trụ, hành duyên, hành trụ, thường luôn thân cận, tăng trưởng chắc chắn, rộng lớn mà thành. Đó gọi là tức. Sao gọi là trí? Là trụ vào năm thủ uẩn trí uẩn biết rõ. Đó gọi là trí. Nếu thức biết rõ địa giới, tùy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, trụ vào thức giới thì đó gọi là tức. Nếu thức còn sự phân biệt đối với pháp giới thì gọi là trí. Nếu mắt thấy sắc mà phân biệt được sắc, tai nghe tiếng biết rõ tiếng, mũi ngửi hương biết rõ hương, lưỡi nếm vị biết rõ vị, thân xúc chạm biết cảm giác, ý biết pháp, nhận thức rõ, thì đó gọi là thức. Nếu trong tâm vắng lặng, bên ngoài không sở hành, dùng trí thâu nhiếp không phân biệt một pháp nhỏ nào, cũng không lìa phân biệt, thì đó gọi là trí. Nếu là sở duyên, thức sinh, tác ý thức sinh, phân biệt thức sinh, thì gọi là thức. Nếu lại không chấp, không giữ, không duyên, không biểu hiện, thì gọi là trí. Nếu đối với pháp hữu vi sở hành,
thức có sở trụ, đối với thức đối với hữu vi mà hành, thì đó gọi là thức. Nếu đối với pháp vô vi, thức không thể hoạt động. Nếu là trí vô vi thì gọi là trí, nếu là thức ở trong pháp sinh, trụ diệt, mà phân biệt rõ ràng, không sinh, không diệt, không trụ thì gọi là thức. Này Xá Lợi Tử, các pháp như vậy gọi là thức, gọi là trí. Vì thế nên biết đại trí của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát trụ tính, tinh hiểu thanh tịnh, vượt lên mọi phân biệt, địa mọi nghi hối. Sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui, sinh ý tưởng hy hữu. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, lặp lại cả rằng tất cả cây cỏ trong mười phương, hằng hà sa số các thế giới, có người đốt củi ấy thành tro, rải vào trong biển trăm ngàn năm. Thế Tôn mười lộc trí vi diệu, sau lại lấy tro trong biển cả, bao nhiêu gốc rễ và các phương, phân bố đầy đủ không giảm mất. Tâm trì mười phương chúng sinh giới, nghiệp tham sân si đều biết rõ, tất cả ý vui và sở hành, không tăng, không giảm đều biết được. Đại trí mười lục thế gian tôn, mười phương cho đến khắp pháp giới, điều ngữ không sinh tâm phân biệt, tất cả Phật tử đều tinh hiểu. Lại nữa này Xá Lợi Tử, sao gọi là ánh sáng vi diệu của chư, của Như Lai, chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát trụ tính, tinh hiểu thanh tịnh, vượt lên mọi phân biệt, lìa mọi nghi hối, sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui, sinh ý tưởng, hy hữu. Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác, có khả năng biết rõ pháp giới. Như Lai có ánh sáng rộng lớn vi diệu, thâu nhiếp tất cả tam thiên, đại thiên thế giới này, ánh sáng rạng ngời, chiếu khắp tất cả. Như mặt trời không bị mây che, nó tỏa ra ánh sáng. Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác cũng như vậy, trong tam thiên, đại thiên thế giới, ánh sáng to lớn chiếu tỏa rạng ngời, che cả các vì sao, đá núi, cây cỏ, thảo dược, đèn đuốc và cả đống lửa lớn. Ở đại địa này, siêu xuất tối thắng, to lớn vi diệu, chiếu sáng rạng ngời, không những thế. Ánh sáng còn vượt hơn cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Ánh sáng các cung điện được hóa ra của bốn đại thiên vương, thân trang nghiêm đầy đủ. Ánh sáng cung điện hóa ra của tam thập tam thiên, dạ ma thiên, đầu xuất thiên, hóa lạc thiên, thân hóa tự tại thiên, thân trang nghiêm đầy đủ. Ánh sáng các cung điện được hóa ra của phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, phạm hồi thiên, đại phạm thiên, thân trang nghiêm đầy đủ. Các ánh sáng của các cung điện ấy rạng ngời to lớn siêu xuất tối thượng. Ánh sáng các cung điện được hóa ra của thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, thiểu tình thiên, vô lượng tình thiên, biến tịnh thiên, vô vân thiên, phước sinh thiên, quảng quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cú cánh thiên, thân trang nghiêm đầy đủ bằng các ánh sáng. Ánh sáng thanh tịnh của Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác, vi diệu rạng ngời, siêu xuất tối thắng hơn thế nữa. Vì sao? Vì Như Lai viên mãn rộng lớn, vô lượng giới định tuệ, giải thoát tri kiến. Này Xá Lợi Tử, đã đem tất cả ánh sáng trong tam thiên, đại thiên thế giới, so với ánh sáng của Như Lai, trong phần không bằng một, cho đến Upanishad-đàm, phần cũng không bằng một. Ví như đem vàng thường ở thế gian, để vào đống vàng trong đống vàng rộng trong diêm phù đàn. Từ số vàng thường ấy không có ánh sáng, cũng không rực lên, không phát ánh sáng. Tất cả ánh sáng trong tam thiên đại thiên thế giới, đối với ánh sáng tối thượng của Như Lai, không thể lé ánh sáng lên được. Ánh sáng của Như Lai rộng lớn tối thắng, không có gì bằng, cũng không có phần hạng, nghiệp báo cực thiện hiện tiền tùy chuyển, chiếu sáng cả tam thiên đại thiên thế giới, sáng hơn cả ánh sáng mặt trời mặt trăng ngày đêm. Như Lai thương xót tất cả chúng sinh ở thế gian và khiến họ an trụ trong ánh sáng viên mãn thanh tịnh. Chỉ có ánh sáng to lớn của Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác mới chiếu sáng khắp cả A Tăng Kỳ thế giới. Vì sao? Vì Như Lai đã được Ba La Mật Đa và Bát Nhã Ba La Mật Đa tối thượng. Này Xá Lợi Tử, ta lại nói thí dụ để làm sáng tỏ nghĩa này. Ví như có người thấy các loại đất trong tam thiên đại thiên thế giới nghiền nát thành vi trần, rồi đi đến phương đông qua một thế giới bỏ một bụi trần, qua thế giới thứ hai lại bỏ một bụi trần, cứ như vậy cho đến phương nam, tây, bắc,
qua mọi thế giới đều bỏ bụi trần. Này Xá Lợi Tử, ý ông nghĩ sao? Bụi trần ấy bỏ hết các thế giới có hết không? Xá Lợi Tử thưa, không hết. Thưa Thế Tôn, không hết. Thưa Thiện Thệ, Đức Phật bảo, này Xá Lợi Tử, Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác cũng là như vậy, dùng ánh sáng to lớn vi diệu chiếu sáng tất cả thế giới. Các ánh sáng so với ánh sáng của Phật trăm phần không bằng một, cho đến Upani Sát Đàm phần cũng không bằng một. Vì sao? Vì Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác đã được Ba La Mật Đà và Bát Nhã Ba La Mật Đà tối thượng. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, tất cả cỏ cây vườn rừng trong đại địa, các núi Thiết Phi cho đến núi Chúa Tu Di, ánh sáng của Như Lai đều chiếu đến. Không những thế, ánh sáng của Như Lai còn chiếu sáng cả tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng chúng sinh hạ liệt không tin hiểu, và có chúng sinh không thể nhìn thấy ánh sáng của Như Lai, và có chúng sinh nhìn thấy ánh sáng rộng lớn tròn đầy của Như Lai, và có chúng sinh thấy ánh sáng của Như Lai một câu lô xá, và có chúng sinh thấy ánh sáng của Như Lai một do tuần, hoặc có chúng sinh thấy ánh sáng của Như Lai trong tam thiên đại thiên thế giới. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, ai là người có khả năng thấy được ánh sáng của Phật trong trăm ngàn thế giới? Đó là các Bồ Tát Đăng Địa, có khả năng ở trong vô biên tất cả thế giới thấy được ánh sáng của Phật. Như Lai thương xót tất cả chúng sinh tận cả hư không giới và chúng sinh giới, dùng ánh sáng thanh tịnh trước khắp mọi nơi. Bồ Tát Trụ Tính nghe vậy rồi tân hiệu thanh tịnh, vượt lên mọi phân biệt, địa mọi nghi hối. Sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui, khởi ý tưởng hy hữu. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, lặp lại cả rằng, các ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và ánh sáng Ế Thích Phạm Vương, đến ánh sáng sắc cứu cánh thiên, đều không bằng ánh sáng Đức Phật. Các ánh sáng sắc cứu cánh thiên, cho đến tam thiên đại thiên thế giới, so với ánh sáng chân luân Phật, trong 16 phần không bằng một. Ánh sáng hư không là to lớn, chúng sinh to lớn cũng như thế, nếu thấy ánh sáng của Như Lai, vô biên vô tận bằng hư không. Người đáng độ thấy ánh sáng Phật, các chúng sinh mù ở thế gian, không thấy ánh sáng của mặt trời. Trở lại nói rằng không ánh sáng, chúng sinh hạ liệt cũng như thế, Phật phóng hào quang thường chiếu sáng, nhưng không thấy được ánh sáng đó, trở lại cho là không ánh sáng. Có chúng sinh thấy ánh sáng Phật, hoặc câu lô xá, hoặc do tuần, hoặc ở trong 3000 thế giới, người thấy được ánh sáng Đức Phật. Chỉ có Bồ Tát Đã Đăng Địa, Bát Địa, Cửu Địa và Thập Địa, thấy đều an trụ trong đại địa, thấy ánh sáng Phật đủ đại tuệ. Bồ Tát hướng đến đại tuệ Phật, đương vào ánh sáng vô biên ấy, làm các Phật sự lợi chúng sinh, các cõi nước Phật chẳng nghĩ bàn, chư Phật Như Lai chẳng nghĩ bàn, ánh sáng chẳng nghĩ bàn cũng thế, chẳng nghĩ bàn khai tâm tịnh tính, các môn phước uẩn chẳng nghĩ bàn. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, sao gọi là giới định viên mãn chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai? Bồ Tát Trụ Tính, tên hiệu thanh tịnh, vượt lên mọi phân biệt, liền mọi nghi hối, sao lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui, và khởi ý tưởng hy hữu? Này Xá Lợi Tử, lời nói chân thật của Như Lai nói ra như vậy, tất cả chúng sinh ở thế gian, nếu giới uẩn thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh, ngữ nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, thì các chúng sinh ấy đối với thế gian sinh, đối với thế gian già, không nhiễm pháp thế gian, được pháp lìa tội của Bà La Môn, được pháp quán tưởng Tam Ma Địa Tịch Tỉnh của Sa Môn, sẽ được Bà La Mật Đa tối thượng. Như Lai lại dùng lời nói chân thật nói ra như vậy, ta không thể thế gian tất cả ma phạm Sa Môn Bà La Môn trời người Atula mà có thể được giới uẩn định uẩn thanh tịnh đồng với giới định uẩn thanh tịnh vô lượng của Như Lai. Vì sao? Vì Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác đã được Ba La Mật Đa tối thượng, đã được giới định Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, nay ta lại nói thí dụ để làm sáng tỏ nghĩa này, vậy ông có thích nghe không? Xá Lợi Tử bạch Phật và Thế Tôn, nay đã đúng lúc, xin Thế Tôn nói, nếu các bí xô có ai được nghe giới định thanh tịnh Ba La Mật Đa của Như Lai rồi, thì sẽ tính thọ phụng hành. Số 316. Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, Quyển 9, Phẩm 4, Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn, Phần 3.
Đức Phật lại hỏi Xá Lợi Tử, ý ông nghĩ sao? Địa giới cùng với chúng sinh giới, giới nào nhiều? Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng sinh giới nhiều hơn địa giới. Đức Phật khen, này Xá Lợi Tử, đúng vậy, chúng sinh giới nhiều hơn. Này Xá Lợi Tử, giả sử tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, hoặc noãn sinh, hoặc thai sinh, hoặc thấp sinh, hoặc hóa sinh, hoặc có sắc, hoặc không sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc không phải có tưởng, hoặc không phải không tưởng, cho đến hết cả hữu tình giới trong một sát na, một lạp phược, một khoảnh khắc, không trước không sau, đều được thân người. Tất cả loại chúng sinh trên đều được thân người trong một sát na, một lạp phược, một khoảnh khắc đều chứng quả, chánh đẳng chánh giác. Tất cả đều thành chư Phật Như Lai, mỗi một đức Như Lai hóa ra ngàn đầu, mỗi một đầu có ngàn mặt, mỗi một mặt đều có ngàn lưỡi. Các đức Như Lai này đầy đủ 10 lực, 4 vô sở ý, 4 vô ngại giải, vô ngại biện tài của Như Lai. Này Xá Lợi Tử, các đức Như Lai này trải qua câu chi na do ta kiếp đồng xưng tán giới Ba La Mật Đa và công đức giới uẩn của Như Lai cũng không thể hết được. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, công đức giới uẩn của một đức Phật Như Lai không có biên tế. Như vậy, công đức giới uẩn của chư Phật Như Lai, biện tài trí tuệ hiểu rõ vô thượng, cho đến nhập đại Niết Bàn, trong khoảng thời gian đó đều bằng nhau. Vì sao? Vì trong cái không tánh mà khởi lên suy nghĩ có tánh. Thế nên, công đức giới uẩn của Như Lai, đại tuệ vô thượng, biện tài tối thắng, vô lượng, vô số, không có biên tế, bằng với hư không. Này Xá Lợi Tử, như trên đã nói, tam thiên đại thiên thế giới cho đến đông tây nam bắc bốn phía trên dưới khắp tất cả 10 phương hằng hà sa số các thế giới, tất cả chúng sinh trong một sát na, một lạp phược, trong khoảnh khắc đã được thân người, cho đến chứng quả chánh đẳng chánh giác, nói hẹp nói rộng, cho đến ở trong tánh không mà khởi lên tánh có thể nghĩ bàn. Thế nên công đức giới uẩn của Như Lai, đại tuệ tối thắng, biện tài tối thượng, vô lượng vô số, không có cùng tận, ngang bằng với hư không. Vì sao? Vì Như Lai đã được tối thượng Ba La Mật Đa, giới thanh tịnh viên mãn Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nay ta lại làm sáng tỏ sự tướng tuyên nói định Ba La Mật Đa của Như Lai, vậy ông có muốn nghe không? Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, nay đã đúng lúc của Sơn Thế Tôn chỉ dạy, khiến cho các bí xô nghe những lời chỉ dạy ấy rồi, tin theo thọ trì Đức Phật dạy. Này Xá Lợi Tử, về sau sẽ có 7 mặt trời xuất hiện ở thế gian, lúc đó tam thiên đại thiên thế giới đều bị lửa cháy, cháy bùng lên, cháy rực lên, và cháy tràn lan cả, có thành một khối lửa lớn. Khi ấy Đức Như Lai hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, có đủ 10 pháp hy hữu hiện ra nơi đó. 1. Đức bằng phẳng như lòng bàn tay, đó là pháp hy hữu thứ nhất. 2. Trong lúc đó, tam thiên đại thiên thế giới lửa cháy, cháy bùng lên, cháy lan tràn, có thành một khối. Lúc đó, Như Lai hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm. Nơi ấy đất không có ai gốc, trái lại có báu, có vàng báu vọt lên, đó là pháp hy hữu thứ hai. 3. Trong tam thiên đại thiên thế giới lửa cháy, cháy bùng lên, cháy rực lên, cháy lan tràn, có thành một khối lớn, lúc đó Như Lai hoặc đi hoặc đứng, hoặc ngồi hoặc nằm, đất ấy rộng rãi, Như Lai thọ dụng, đó là pháp hy hữu thứ ba. Lúc ấy, tam thiên đại thiên thế giới lửa cháy, cháy bùng lên, cháy hừng hực, cháy lan tràn, có thành một khối lớn, lúc đó Như Lai hoặc đi hoặc đứng, hoặc ngồi hoặc nằm, đất nơi ấy tự nhiên mọc lên loại cỏ lạ xanh tươi, mực mà, mềm mại, đều quay qua phía bên phải, như là bảo ca tức lân na, có hương thơm vi diệu, đó là pháp hy hữu thứ tư. 5. Lúc ấy tam thiên đại thiên thế giới bị lửa cháy, cháy bùng lên, cháy hừng hực, cháy lan tràn, có thành một khối lớn, lúc đó Như Lai hoặc đi hoặc đứng, hoặc ngồi hoặc nằm, đất nơi ấy tự nhiên phun lên lúc 8 công đức, 1 là lạnh, 2 là nhẹ, 3 là mạnh, 4 là thơm, 5 là đẹp, 6 là sạch, 7 là uống không chán, 8 là uống nhiều, không bệnh hoạn, nên gọi là đầy đủ 8 thứ nước công đức. Đó là pháp hy hữu thứ 5.
6. Lúc ấy tam thiên đại thiên thế giới bị lửa cháy, cháy bùng lên, cháy hừng hực, cháy lan tràn, có thành một khối lớn. Lúc đó Như Lai hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, nơi ấy có gió mát mẻ tự nhiên thổi đến. Này Xá Lợi Tử, vì như tháng mùa hạ nóng bức, ai nấy cũng mệt mỏi, hoặc có người đến bên sông khắc già, bơi vào dòng nước mát, tắm rửa thân thể, bớt đi sự nóng bức, dần dần được nhẹ nhàng khoái thích, tắm sông lên bờ kinh hành. Cách sông không xa có một cây lớn mát mẻ, cành nhánh xung xuê che mát cả một vùng. Cây ấy đẹp đẽ lạ thường, giống như châu báu trang nghiêm xen nhau. Thế thế anh ta đến dưới cây ấy, ngồi nghỉ thoải mái. Bốn phía có gió mát thổi đến, nay Xá Lợi Tử, Như Lai cũng vậy. Nhờ quả báo thiện nghiệp đời trước thanh tịnh sáng suốt, gió mát tự nhiên thổi đến, đó là pháp hy hữu thứ 6. 7. Lúc đó tam thiên đại thiên thế giới bị lửa cháy, cháy bùng lên, cháy hừng hực. Cháy lan tràn, có thành một khối lớn, lúc đó Như Lai hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm. Đất nơi ấy tự nhiên trong nước, mọc lên các loại hoa như hoa ưu bắc la, hoa bát nột ma, hoa câu mẫu đà, hoa bôn, noa lợi ca. Đây là pháp hy hữu thứ 7. 8. Lúc đó tam thiên đại thiên thế giới bị lửa cháy, cháy bùng lên, cháy hừng hực, cháy lan tràn, có thành một khối lớn. Lúc đó Như Lai hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm. Đất nơi ấy tự nhiên có các loại hoa mọc trên đất, liền như hoa A Đế Mục Ngực Đa, hoa Chim Ba Ca, hoa Tomana, hoa Phật Lợi Thi Ca, hoa Ayuka, hoa Ba Sắc La, hoa Kalanika, hoa Lani. Các loại hoa này đầy đủ sắc hương, đó là pháp hy hữu thứ 8. 9. Lúc đó tam thiên đại thiên thế giới bị lửa cháy, cháy bùng lên, cháy dữ dội, cháy đan tràn, có thành một khối lớn. Lúc đó Thế Tôn hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm. Đất nơi ấy như là kim can kiên cố chắc thật, không thể phá hoại. Đó là pháp hy hữu thứ 9. 10. Lúc đó tam thiên đại thiên thế giới bị lửa cháy, cháy bùng lên, cháy dữ dội, cháy lan tràn, có thành một khối lớn. Lúc đó Như Lai hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm. Nơi ấy thấy có pháp báu vi diệu xuất hiện. Tất cả trời người ma phạm sa môn bà la môn đến chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường, đó là pháp hy hữu thứ 10. Này Xá Lợi Tử, 10 pháp hy hữu này lần lượt xuất hiện ở nơi ấy. Do Như Lai ứng cúng, chánh đạn chánh giác biết rõ được tánh của pháp giới, tùy theo sắc tướng mà nhập tam ma địa, tâm trụ vào thiền định hưởng vui pháp lạc, trải qua hằng hà sa số kiếp như khoảng bữa ăn. Như Lai ở trong tam ma địa không bị tan mất. Này Xá Lợi Tử, Như Lai tại định trải qua một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, một câu chi kiếp, trăm câu chi kiếp, ngàn câu chi kiếp, trăm ngàn câu chi kiếp, trăm ngàn câu chi nan do đa kiếp, sau đó xả định. Vì sao mà Như Lai ấn cúng chánh đẳng chánh giác đã được Ba La Mật Đa tối thượng? Ba La Mật Đa tối thượng ấy đầy đủ thần thông, có đại oai đức, được đại tự tại, thế nên Như Lai viên mãn đầy đủ. Này Xá Lợi Tử, như thiên tử trong phi tưởng, phi phi tưởng thiên, sinh rồi duyên vào một cảnh, đó là thức sở duyên. Trải qua 84.000 kiếp, thức ấy không bị các thức khác chuyển, cho đến lúc tuổi thọ hết điền diệt. Này Xá Lợi Tử, đầu đêm Như Lai chứng quả chánh đẳng chánh giác, về sau nửa đêm nhập đại niết bàn, trong khoảng thời gian đó không hoại diệt pháp tam ma địa. Như Lai tại định không có tâm có thể chuyển, không tâm sở hành, không tâm tìm xét, không tâm biến hành, không tâm có thể tăng, không tâm có thể giảm, không tâm tán loạn, không có tâm cao, không có tâm thấp, không có tâm nhiếp hộ, không tâm ẩn mật, không tâm tùy thuận, không tâm trái nghịch, không tâm chìm đắm, không tâm động chuyển, không tâm vui thích, không tâm ái trước, không tâm phân biệt, không tâm lìa phân biệt, không tâm tính toán, không tâm theo thức lưu chuyển, không tâm nương vào tai mắt mũi lưỡi thân ý, không tâm nương vào sắc thanh hương vị xuất phát, không tâm hành theo pháp ấy, không tâm hành theo trí ấy, không tâm quán sát quá khứ, không tâm quán sát vị lai, không tâm quán sát hiện tại. Như Lai ứng cúng chánh đạn chánh giác,
an trụ trong tam ma địa như vậy, tâm không sinh khởi một pháp nhỏ nào. Nhưng đối với tất cả pháp, dùng tri kiến vô ngại để tùy chuyển mà không có chấp trước. Như lai lìa tâm ý thức, ở trong định cũng không bị giảm mất, lại thường làm các Phật sự, nhưng không có chấp trước. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ ý nghĩa trên, liền nói kể rằng, Phật trong vô lượng trong ngàn kiếp, khắp cả ba cõi tu đạo hành, giới phán định nhẫn tâm không tán, viên thành quả bồ đề vô thượng. Quả báo thiện nghiệp Phật như vậy, thoát khỏi thế gian giới thanh tịnh, không cấu hí luận tình như không. Mười luật tình giới bằng hư không, đầu đêm Như Lai thành chánh giác, về sau nửa đêm vào Niết Bàn. Phật không tâm hành, không biến hành. Đối các tịch trịnh không giảm mất, mười luật giới uẩn cũng không giảm. Thần lực giải thoát cũng như thế, trong trăm ngàn kiếp trụ nhất tâm, Phật không phân biệt, lìa phân biệt. Phật đối cảnh giới định như không. Phật trí vô ngại chuyển ba nghĩa, tâm ý suy xét không dừa đổi. Phật tự tin hiểu mười luật Phật. Này Xá Lợi Tử, các pháp như vậy, Bồ Tát trụ tính đối với giới định của Như Lai, tinh hiệu thanh tịnh không còn phân biệt, lìa mọi nghi hối. Sau lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui, sinh ý, sinh khởi ý tưởng hy hữu. Lại nữa này Xá Lợi Tử, bao sao gọi là Bồ Tát trụ tính đối với sức thần túc thông của Như Lai, tinh hiệu thanh tịnh cho đến khởi ý tưởng hy hữu. Này Xá Lợi Tử, Như Lai ấn cúng, chánh đạn chánh giác thường nói, tôn giả là một kiền liên thần thông đệ nhất trong chúng bí sô thanh văn. Như đem thần thông ấy so với thần thông của Bồ Tát, ta không thấy có thần thông thanh văn bằng với thần thông của Bồ Tát. Nếu đem thần thông của Bồ Tát so lường thần thông của Đức Phật, ta không thấy có thần thông của Bồ Tát nào ngang bằng với thần thông của Phật. Các Bồ Tát thường nghĩ như vậy, thần thông của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Chúng con phát tâm siêng năng tinh tấn, quyết cầu thành tựu thần lực của Như Lai. Lại nữa này Xá Lợi Tử, nay ta lại dùng thí dụ để làm sáng tỏ trí lực thần thông của Như Lai, vậy ông có muốn nghe không? Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, nay đã đúng lúc, xin Thế Tôn nói, khiến cho các bí xô sau khi nghe rồi, tinh hiểu thọ trì. Đức Phật dạy, này Xá Lợi Tử, ý ông nghĩ sao? Đời một kiền liên có đại thần thông không? Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, còn đích thân nghe Thế Tôn nói, và đích thân ghi nhận Đại Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất trong chúng bí xô. Đức Phật dạy, này Xá Lợi Tử, giả sử khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, tất cả thần lực của các thanh văn đều ngang bằng với thần lực của Đại Mục Kiền Liên, cũng như lúa, mè, tre, lau, mía, rừng, bằng nhau như vậy. Xác tướng như vậy, tất cả công đức oai thế và sức tinh tấn thần thông biến hóa của thanh văn tùy theo xứ sở mà thể hiện, nhưng so với Như Lai, trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, một câu chi phần không bằng một, trăm câu chi phần không bằng một, ngàn câu chi phần không bằng một, trăm ngàn câu chi phần không bằng một, toán phần, số phần và thí dụ phần, cho đến Obani sắc đầm phần đều không bằng một. Vì sao? Vì Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác đã được ba la mật đa tối thượng. Này Xá Lợi Tử, Như Lai dùng sức thần thông đặt hạt cải lên mặt đất. Do sức gia trì của Như Lai nên các thanh văn dùng tất cả oai thần, nhưng không thể nâng hạt cải lên được, lại cũng không thể lay động dù chỉ bằng đầu sợi lông. Vì sao? Vì Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác đã được ba la mật đa tối thượng và thần thông ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, như trên đã nói, tam thiên đại thiên thế giới này, cho đến đông tây nam bắc bốn phía trên dưới, khắp cả mười phương hằng hà sa số, tất cả thế giới, tất cả các loài chúng sinh, hoặc noãn sinh, hoặc thai sinh, hoặc thấp sinh, hoặc hóa sinh, hoặc có sắc, hoặc không sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc không phải có tưởng, không phải không tưởng, các chúng sinh ấy, cùng lúc đều được quả thanh văn, đầy đủ đại thần thông, bằng với đại mục kiền liên. Các thành văn ấy cùng dùng thần thông, oai lực thần thông biến hóa, nhưng không thể nâng hạt cải dù chỉ bằng đầu sợi lông. Vì sao? Vì Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác đã được ba la mật đa tối thượng và thần thông ba la mật đa đầy đủ đại oai đức
đại thần thông được đại tự tại. Đức Phật hỏi, này Xá Lợi Tử, xưa ngươi đã từng nghe kiếp phong tai có gió lớn nổi lên, tên là Tỳ La Bà, gió ấy thổi dữ dội, làm cho tam thiên đại thiên thế giới, núi Chúa Tu Di, các núi Tiết Phi, núi Đại Tiết Phi, bốn đại châu đến tám vạn châu, kể cả biển lớn, gió thổi sóng dâng cao, nước chảy lan tràn đến một do tuần. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, xưa con đích thân nghe Thế Tôn nói các việc như vậy. Đức Phật bảo, này Xá Lợi Tử, lúc kiếp phong tai, gió lớn thổi cuộn lên, làm cho tam thiên đại thiên thế giới, núi Chúa Tu Di và các núi khác, biển cả nước dâng lên, vỡ tan lan tràn khắp tất cả cho đến vô số trăm ngàn do tuần. Địa cư chư thiên cũng đều bị gió thổi bay khắp tất cả, thổi đến nỗi mảy trần còn không thấy, huống là núi đá. Các cung điện của Dạ Ma Thiên bị gió thổi tan nát bay khắp tất cả, thổi đến nỗi mảy trần còn không thấy, huống là cung điện. Đến cả đâu xuất tiên, Hóa Lạc Thiên, Thảo Hóa Tự Tại Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Phạm Hội Thiên, Đại Phạm Thiên, Tiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quán Âm Thiên, Tiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên, các cung điện của các cõi ấy đều bị gió thổi tan nát, bay tán khắp cả. Thổi đến nỗi mảy trần còn không thấy, huống là cung điện. Này Xá Lợi Tử, dù lúc đó gió lớn thổi như vậy, nhưng y vi diệu của Như Lai không thể lay động, dù chỉ bằng đầu sợi lông, huống là chiếu y. Vì sao? Vì Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, thần lực chẳng thể nghĩ bàn, duyên chẳng thể nghĩ bàn, sở hành chẳng thể nghĩ bàn, đại bi đều đầy đủ. Này Xá Lợi Tử, lúc gió lớn thổi lên, đông tây nam bắc bốn phía trên dưới khắp cả mười phương hằng hà sa số tất cả thế giới, làm cho gió lớn cứ thổi mãi không ngừng. Lúc đó Như Lai dùng ngón tay chặn đứng gió lại, tức thời gió lớn dừng lại. Như vậy thần thông trí lực của Như Lai không bị giảm mất là vì chẳng thể nghĩ bàn. Này Xá Lợi Tử, Bồ Tát trụ tính đối với thần thông trí lực của Như Lai, tinh hiệu thanh tịnh vượt lên sự phân biệt, liền mọi nghi hối. Sao lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui, sinh ý tưởng hy hữu? Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại kể rằng, tất cả chúng sinh trong ba cõi đều làm thanh văn đủ trí tuệ. Khi ấy, trí ấy ngang bằng với một liên, đầy đủ thần thông ba la mật. Như Lai ở tại nơi đất ấy, bỏ một hạt cải rất là nhỏ, tất cả thanh văn dùng thần thông, nhưng không thể nâng hạt cải lên, sở hữu hàng hà sa số đẳng, mười phương tất cả các thế giới. Lúc gió Tỳ La Bà thổi lên, khắp cả các phương đều lay chuyển. Khi gió lớn kia thổi như vậy, Phật dùng y vi diệu chọn lại, gió không lay nổi đầu sợi lông, nhờ thần lực Phật chẳng nghĩ bàn. Gió lớn thổi động rất mãnh liệt, Như Lai chỉ dùng một sợi lông, thần lực chẳng đứng cơn gió dữ, rộng lớn vô biên bằng hư không. Nay Xá Lợi Tử, Bồ Tát trụ tính đối với thần lực của Như Lai, tinh hiệu thanh tịnh cho đến sinh ý tưởng hy hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.